bảy kệ. 58 La Mã Uttara. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Sakpathi trong một gia đình thường dân tên là Uttara. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe Bhattakara thuyết pháp, trở thành một tín nữ, xuất gia và trở thành vị A-la-hán. Rồi suy tư trên quả chứng của mình, nàng phấn khởi nói lên bài kệ. Kệ số 175. Loài người trong tuổi trẻ cầm chày giả lúa gạo, tuổi trẻ được tài sản, nuôi dưỡng vợ và con. Kệ số 176. Hãy hành lời Phật dạy, không làm gì nhiệt não, rửa chân thật mau lẹ, hãy ngồi xuống một bên. Kệ số 177. Sau khi an trú tâm, nhất tâm khéo định tĩnh, hãy quán sát các hành, thuộc ngoại không thuộc ngã. Kệ số 178. Ta nghe lời giáo huấn, lời Bhattakara, sau khi ta rửa chân, bước vào ngồi một bên. Kệ số 179. Trong đêm canh thứ nhất, ta nhớ đời quá khứ, trong đêm canh chặn giữa, thiên nhãn được thanh tịnh. Kệ số 180. Trong đêm canh cuối cùng, khỏi si ám tan tành, từ ba minh đứng dậy, giáo huấn ngài làm xong. Kệ số 181. Như thiên chủ Sakha ở cõi trời 30, không bao giờ bại trận ở tại các chiến trường. Ta sống tôn xưng ngài là bậc thầy lãnh đạo, ta chứng được ba minh, ta không còn lậu hoặc. Một hôm, nàng tu tập thiền quán dưới sự hướng dẫn của Bhattakara. Ngồi trong phòng của nàng, nàng suy nghĩ, ta sẽ không ngồi dậy nếu tâm ta không giải thoát khỏi các lậu hoặc. Quyết định như vậy, nàng triển khai trí tuệ thiền quán, chứng được quả A-la-hán với sức mạnh trực giác và triệt quán chánh pháp. Sau khi tiếp tục quán 19 đề tài với ý thức, không biết ta có làm đủ những điều cần làm phải làm chăng? Nàng nói lên sự sung sướng của nàng với những bài kệ ghi ở trên và nàng duỗi chân ra. Khi trời rạng đông và đêm đã sáng, nàng tìm gặp vị tỷ kheo ni và lặp lại những bài kệ của nàng. 59 La Mã Kala. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sanh ở Magadha tại làng Nalaka, con của một nữ bà La Môn tên là Surubasari. Khi đến tuổi đặt tên, nàng được gọi là Kala. Em gái nàng tên là Upakala và em nhỏ nhất tên là Shibupukala, và cả ba là em của tôn giả Sariputta. Khi ba đứa em nghe người anh xuất gia trở thành vị tỷ kheo, chúng suy nghĩ, đây không phải là một giáo pháp thường tình, một sự xuất gia thường tình, vì một người như người anh chúng ta đã quyết tâm tu hành theo. Ba nàng cũng xuất gia, dầu gia đình than khóc. Với sự tinh tấn, tinh cần, cả ba tu hành, chứng quả A-la-hán và sống an lạc giải thoát. Rồi tỷ kheo ni Kala sau khi đi khất thực, đi vào rừng Andon để nghỉ trưa, và tại đấy ác ma hiện ra để cám dỗ nàng. Trong kinh có đề cập đến vấn đề này. Tỷ kheo ni Kala sau khi đi khất thực ở Savatthi, đi vào trong rừng an lạc để nghỉ trưa, đi vào rừng Ando, nàng ngồi xuống một gốc cây. Ác ma đến để lung lạc nàng và hỏi nàng những câu trong các bài kệ của nàng. Sau khi nàng nói lên những đức hạnh của vị đạo sư và sức mạnh của chánh pháp, nàng làm cho ác ma thấy rõ sự vô ích của mình, muốn cám dỗ nàng, và ác ma thất vọng biến mất. Rồi nàng nói lên sự sung sướng phấn khởi của nàng và câu chuyện với ác ma như sau. Kệ số 182. Sau khi an trú niệm, tỷ kheo ni luyện căn, thể nhập đạo an tịnh, an lạc tịnh các hành. Ác ma. Kệ số 183. Vì ai ngươi đầu trọc, hiện tướng sa môn ni, không theo hệ phái nào, sao sống si mê vậy? Kala. Kệ số 184. Các hệ phái ngoại đạo, nương tựa trên tà kiến, họ không hiểu chánh pháp, họ không thuần thuộc pháp. Kệ số 185. Sanh gia tộc Thích Ca, Đức Phật bậc vô tỷ, ngài thuyết pháp cho ta vượt qua các tà kiến.
kệ số 186, Ngài thuyết tám thánh đạo về khổ, nguyên nhân khổ, về vượt qua đau khổ và con đường diệt khổ. Kệ số 187, ta nghe lời Ngài dạy, sống vui thích giáo pháp, ba minh đã đạt được, lời Phật dạy làm xong. Kệ số 188, mọi nơi hỷ duyệt đoạn, khỏi si ám tan tành, hãy biết dạy ác ma, người bị hại ma dương. 60 La Mã Upakala. Câu chuyện giống như tỷ kheo Ni Kala. Như Kala, nàng chứng quả A-la-hán và bị ác ma cám dỗ, nhưng ác ma đã thất bại. Kệ số 189, trú niệm có pháp nhãn, tỷ kheo ni luyện căn, thể nhập đạo an tịnh, bậc thượng nhân hành trì. Ác ma, kệ số 190, sao ngươi không thích sanh, có sanh mới hưởng dục, hãy thưởng thọ dục lạc, chớ hối tiếc về sau. Upakala, kệ số 191, đã sanh thời bị chết, tay chân bị đứt đoạn, bị giết trói phiền não, sao đưa đến khổ đau. Kệ 192, sanh gia bậc Thích Ca, Đức Phật không chiến bại, Ngài thuyết pháp cho ta vượt qua khỏi sự sanh. Kệ số 193, Ngài thuyết tám thánh đạo về khổ, nguyên nhân khổ, về vượt qua đau khổ và con đường khổ diệt. Kệ số 194, ta nghe lời Ngài dạy, sống vui thích giáo pháp, ba minh đã đạt được, lời Phật dạy làm xong. Kệ số 195, mọi nơi hỷ duyệt đoạn, khỏi si ám tan tành, hãy biết dạy ác ma, người bị hại ma dương. Phẩm 8, tập 8 kệ, 61 La Mã, Sisubakala. Câu chuyện giống như hai câu chuyện trước, nàng theo gương người Anh xuất gia và chứng quả A-la-hán, hưởng thọ sự an lạc, nàng suy tư đến quả chứng, đã làm những điều cần làm và nói lên sự sung sướng của nàng. Kệ số 196, tỷ kheo ni giữ giới, khéo hộ trì các căn, đạt được đạo an tịnh, nước cam lồ thuần tịnh. Ác ma, kệ số 197, chư thiên cõi 30, dạ ma và đâu xuất, chư thiên trời hóa lạc, chư thiên cõi tự tại, hãy hướng tâm chỗ ấy, chỗ xưa kia nàng sống. Khi trưởng lão ni nghe vậy, liền nói, hãy dừng lại ác ma, dục giới mà ngươi nói đến, cho đến cả thế giới vũ trụ đều bị lửa tham, lửa sân, lửa si đốt cháy, tại chỗ ấy, ngươi có trí không ưa thích. Nêu rõ cho ác ma thấy tâm của mình đã xa lìa ma giới, nàng trách mắng ác ma như sau. Kệ số 198, chư thiên cõi 30, dạ ma và đâu xuất, chư thiên trời hóa lạc, chư thiên cõi tự tại. Kệ số 199, thời này đến thời khác, hữu này đến hữu khác, chúng đều bị thân kiến, lãnh đạo và chi phối, chúng không vượt thân kiến, luân chuyển dòng sanh tử. Kệ số 200, toàn thế giới bốc cháy, toàn thế giới đồng cháy, toàn thế giới bừng cháy, toàn thế giới rung động. Kệ số 201, Phật thuyết pháp cho ta, pháp bất động vô tỷ, được bậc không phàm phu, phục vụ và diệt hành, chỗ ấy tâm ý ta, hân hoan và ưa thích. Kệ số 202, ta nghe lời vị ấy, sống vui trong giáo pháp, ba minh đã đạt được, lời Phật dạy làm xong. Kệ số 203, mọi chỗ hỷ diệt đoạn, khỏi si ám tan tành, hãy biết dạy ác ma, ngươi bị hại ma dương. Phẩm 9, tập 9 kệ, 62 La Mã, mẹ của Phát Đa. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở thành phố Barukacha trong một gia đình thường dân. Sau khi lập gia đình, nàng sanh được một người con đặt tên là Phát Đa. Và nàng được biết là mẹ của Phát Đa. Nghe một tỷ kheo thuyết pháp, nàng trở thành một tín nữ và giao lại con cho bà con. Nàng đi đến các tỷ kheo đi và xuất gia. Phát Đa đi thăm mẹ
đi một mình vào tinh xá Tỷ Kheo Ni và bị mẹ khiển trách như sau. Kệ số 204. Vada chớ bao giờ rơi vào cõi tham dục, này con chớ chia phần trong đau khổ liên tục. Kệ số 205. Hạnh phúc là ẩn sĩ, không tham nghi đoạn tận, sống mát lạnh chế ngự, không còn các lậu hoặc. Kệ số 206. Ẩn sĩ ấy hành trì, con đường đạt chánh kiến, chấm dứt sự khổ đau, Vada hãy tiến tu. Rồi Vada suy nghĩ, mẹ ta chắc đã chứng quả A-la-hán, nên nói như sau. Kệ số 207. Với tự tin mẹ nói, mục đích này cho con, mẹ thân, con nghĩ rằng mẹ không còn tham dục. Rồi vị trưởng lão Ni trả lời, nêu rõ trách nhiệm của mình đã làm xong. Kệ số 208. Vada phàm hành gì, thấp cao hay bậc trung, một tí nhỏ tham dục, không có ở trong ta. Kệ số 209. Ta đoạn mọi lậu hoặc, không phóng dật thiền tu, ba minh đã đạt được, làm xong lời Phật dạy. Người con dùng lời khuyên của mẹ để tự sách tấn đi vào tinh xá, ngồi trên chỗ mình thường ngồi, triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Suy tư trên hạnh phúc về quả chứng của mình, Vada đi đến mẹ và nói lên chánh trí của mình. Kệ số 210. Vi diệu thay mẹ ta, khích lệ thúc đẩy ta, những kệ thuộc chân đế với lòng từ thương tưởng. Kệ số 211. Ta nghe lời mẹ dạy, lời giáo giới mẹ hiền, ta hành pháp cảm kích, đạt an ổn khổ ấp. Kệ số 212. Ta tinh tấn tinh cần, ngày đêm không biến nhát, được mẹ khéo khích lệ, ta chứng tịnh tối tượng. Phẩm 10, tập 10 kệ. 63 La Mã, Kisa Gotami. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi trong một gia đình nghèo khổ tên là Gotami. Vì nàng yếu đuối nên được gọi là Kisa Gotami. Khi lập gia đình, nàng bị khinh thường và được gọi là con gái một người không có gì. Nhưng khi nàng có con, nàng được kính trọng. Khi người con lớn lên và có thể chạy được, nó chết, và nàng cảm thấy đau khổ và nhớ đến sự đối xử của mình được thay đổi khi đẻ đứa con. Nàng nghĩ, chúng sẽ giữ lấy con ta và đem bỏ vào nghĩa địa. Nàng ôm đứa con chết vào lòng và đi vào từng nhà xin, hãy cho con tôi thuốc, và được trả lời, nay thuốc còn gì dùng nữa. Nhưng nàng không hiểu, có người thương xót nàng khuyên nàng đến Đức Phật để xin thuốc. Nàng đi đến tinh xá và xin Đức Phật, hãy cho con tôi thuốc. Bậc đạo sư thấy được hy vọng tu chứng nơi nàng, bèn nói, hãy đi đến nhà nào không có người chết và đem lại một hộp cải. Nàng dâng lời đi vào nhà đầu tiên và yêu cầu như vậy, nhưng bị từ chối vì trong nhà có người chết. Nàng đi vào nhiều nhà khác, được trả lời như vậy, và nàng nghĩ, đây có thể là bậc đạo sư dạy khéo cho ta. Nên nàng đem đặt con nàng ở nghĩa địa và nói, pháp này không riêng làng, không riêng thành gia tộc, không riêng cho một ai, cho đến toàn thế giới, kể cả các chư thiên, ở tại mọi tầng trời. Pháp nhũ là như vậy, tất cả là vô thường. Rồi nàng đi đến bậc đạo sư, và khi ngài hỏi có tìm được hột cải không, nàng trả lời, việc làm đã làm xong về hột cải, hãy xác nhận cho con. Thế Tôn nói, tâm còn bị đắm say, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy, như luộc trôi làng ngủ. Pháp Cú 287. Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng được sơ quả, quả dự lưu, và xin được xuất gia. Đức Phật chấp nhận và nàng được các tỳ kheo ni cho thọ giới. Sau đó không bao lâu, nàng nghiên cứu về nguyên nhân của sự vật và khiến thiền quán tăng trưởng. Rồi bậc đạo sư nói lên bài kệ: người sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày
thấy được pháp sanh diệt. Khi Đức Phật nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Vì nàng đặc biệt tu hạnh khắc khổ, nên nàng mặc thô y, và Đức Phật ngồi tại tịnh xá kỳ viên đặt nàng vào hạnh mặc thô y đệ nhất. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ này trước mặt Thế Tôn, những bài kệ tán thán sự thân cận với các bậc hiền thánh. Kệ 213. Bạn lành được ẩn sĩ, khắp thế giới ngợi khen, thân cận với bạn lành, kẻ ngu thành người trí. Kệ 214. Hãy thân bậc chân nhân, thân dậy trí tăng trưởng, thân cận bậc chân nhân, mọi khổ đau được thoát. Kệ 215. Hãy biết bốn thánh đế, khổ và khổ tập khởi, biết về đau khổ diệt và đoạn thánh tám ngành. Kệ 216. Khổ thay phận nữ nhân, chính ngài đã nói lên, bậc đánh xe điều ngự, những ai đáng điều ngự, khổ thay phận chồng chung, nhiều người một lần sanh. Kệ 217. Trong đau khổ đâm họng, mẹ yếu uống thuốc độc, trường hợp gặp bào thai, bị chết khi đang sanh, cả hai mẹ và con đều cùng gặp tai nạn. Kệ 218. Khi mang thai đi về, ta thấy chồng chết đường, và khi ta sanh đẻ, ta không về đến nhà. Kệ 219. Hai con đều bị chết, chồng nữ nhân khốn khổ, lại bị chết giữa đường, mẹ, cha và cả anh đều cùng bị thiêu đốt, dồn chung trên đống lửa. Kệ 220. Ôi nữ nhân khốn khổ, sanh gia cảnh khốn cùng, người phải chịu khổ đau vô lượng không kể xiết, nước mắt người đã khóc trải nhiều ngàn lần sanh. Kệ 221. Ta thấy giữa nghĩa trang, thịt con ta bị ăn, gia đình bị tàn hại, bị mọi người khinh bỉ, tuy vậy người chết chồng đạt được sự bất tử. Kệ 222. Ta tu tập thánh đạo, đường tám ngành bất tử, ta chứng được niết bàn, thấy được gương chánh pháp. Kệ 223. Trên ta mũi tên đâm đã được rút ra khỏi, gánh nặng đã đặt xuống, việc nên làm đã làm. Ta là trưởng lão ni Kỳ Sa Gotami, với tâm khéo giải thoát, ta nói lên lời này